ngày 20 tháng 6, Phòng Công nghiệp Thương mại Đức tại Việt Nam tổ chức họp báo công bố kết quả cuộc khảo sát chỉ số đánh giá niềm tin nhà đầu tư Đức tại Việt Nam và những kỳ vọng về sự phát triển kinh tế trong tương lai, tầm nhìn tới năm 2020. Theo đó, Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư cho doanh nghiệp Đức với kỳ vọng cao về sự phát triển kinh tế tích cực trong trung hạn. Cụ thể, kết quả của cuộc khảo sát cho thấy các doanh nghiệp Đức vẫn tiếp tục nhìn nhận tích cực về tình hình phát triển của doanh nghiệp mình cũng như triển vọng tăng trưởng tới năm 2020, mặc cho những diễn biến bất ổn của kinh tế toàn cầu do căng thẳng thương mại leo thang. Tại Việt Nam, 77% doanh nghiệp Đức đánh giá tình hình doanh nghiệp của mình tốt lên trong năm nay. Chỉ số này đang cao hơn nhiều so với chỉ số trung bình của các nước Đông Nam Á chỉ là 61%. Ngoài ra, 72% doanh nghiệp nhận định khả quan về sự phát triển của công ty trong 12 tháng tới, với nhiều thành tựu về kinh tế, đầu tư và phát triển xã hội trong năm 2018. 67% doanh nghiệp Đức tại Việt Nam tin tưởng sự phát triển kinh tế trong 12 tháng tới. Và hầu hết các doanh nghiệp Đức tiếp tục vững tin vào sự phát triển này trong năm 2019 và 2020. Do đó, khảo sát cho thấy 55% doanh nghiệp Đức có kế hoạch nâng cao mức đầu tư tại Việt Nam và cao hơn tỷ lệ 44% của toàn Đông Nam Á, cũng như tỷ lệ 52% vào năm 2018. Như vậy, so với các nước trong khu vực, Việt Nam đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp Đức và trở thành điểm thu hút đầu tư tại khu vực. Hiện 59% nhà đầu tư Đức tại Việt Nam cũng cho biết có dự định sẽ tuyển thêm nhân sự trong năm 2019 và 2020.